chúng ta người dân chúng ta cần phải bày tỏ cái sự ủng hộ cho các cơ quan công lực, những người cảnh sát mà đã hy sinh tính mạng của họ nhiều khi để mà bảo vệ cộng đồng, giúp cho chúng ta có một nền an ninh hòa bình để mà sinh sống. Khi mà có một người mà ở đây là một ông chủ một cái nhà hàng, thưa quý vị, ông tên là ông Mike Weaver, ông là chủ một công ty có tên là Carolina Barbecue, và các người khách hàng của ông trong thời gian qua, trong mấy ngày vừa qua, họ đã order đặt hàng tại cái tiệm của ông. Tuy nhiên thì cuối cùng họ đã cancel tất cả những cái order này của ông, tại vì họ nói rằng họ nhìn thấy một cái lá cờ Blue Lives Matter được treo ở trong cái nhà hàng của ông. Thì cái lá cờ Blue Lives Matter này để mà ủng hộ cho những người cảnh sát Hoa Kỳ, thưa quý vị, tại vì màu xanh là đại diện cho cơ quan pháp luật cảnh sát của nước Mỹ. Và cái nhà hàng Carolina Barbecue này thì người chủ, ông Mike Weaver, ông là một người ủng hộ cho những người cảnh sát. Và vì cái hành động này của ông cho nên những người khách hàng của ông khi xưa đã mua đồ rồi nhưng mà họ đã gọi điện thoại vô và họ cancel những cái order này cho cái cửa tiệm của ông. Điều này cũng làm cho cái tiệm của ông cũng bị thất thoát những cái số tiền đáng kể, thưa quý vị. Và ông Mike Weaver thì ông có một buổi nói chuyện với một cái chương trình có tên là The Outer Bank Voice. Ông cho biết rằng là cái lá cờ này được treo trong cái tiệm của ông để mà tưởng nhớ các người cảnh sát đã hy sinh để mà bảo vệ người dân, bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Và ông Weaver, ông nói rằng ông sẽ bắt đầu một cái chính sách mới, đó là nếu mà khách hàng nào mà gọi điện thoại vô để mà đặt hàng mua đồ á, bắt buộc họ phải trả tiền trước, chứ không phải đến khi mà mua xong là tới nơi rồi họ đổi ý, họ không mua nữa là không trả tiền. Vì làm như vậy thì ảnh hưởng đến cái vấn đề tài chính cho cái tiệm của ông, cho nên ông đã thay đổi cái luật lệ tiệm của ông. Thì cái việc này nó cũng đúng thôi, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta ở nhà nhiều, chúng ta cũng order đồ về nhà của mình thường xuyên, và tiệm nào cũng vậy, đều bắt buộc chúng ta phải trả tiền trước, tiền trao thì trao mới múc. Và thưa quý vị, sau khi cái sự việc này xảy ra thì ông Weaver đã nhanh chóng ông lên cái mạng lưới Facebook của ông, và vào ngày 16 tháng 7 thì ông ta đã thông báo rằng ông sẽ bắt đầu sử dụng cái mạng lưới này để mà tổ chức một cái cuộc gây quỹ có tên là Feed the Blue Free Fundraiser trên cái mạng lưới mà GoFundMe. Thì sau khi ông đăng tải cái tin này lên thì có rất nhiều người thân, gia đình của ông, bạn bè và kể cả những người lạ, thưa quý vị, thì họ nói rằng về cơ bản thì họ muốn không muốn có những vấn đề chính trị nó liên quan vào trong đây. Tuy nhiên thì cái sự việc mà hỗ trợ cho cảnh sát và những người mà làm việc ở tiền tuyến, những người mà phản ứng nhanh, những người mà cần thiết đó, thưa quý vị, thì đây là một cái động lực luôn luôn ở trong trái tim của ông Weaver và gia đình của ông. Đây là một cái điều mà ông luôn luôn tâm niệm, ông muốn làm, muốn thực thi. Và cái bài đăng của ông trên mạng lưới Facebook thì ông nói rằng những cái bữa ăn này thì được hoàn toàn miễn phí để dành cho những người cảnh sát, những người làm việc mà cực nhọc, thì nó được lan truyền một cách rất là nhanh chóng. Và sau đó thì mọi người đã bắt đầu là ủng hộ, gửi tiền đến cho ông rất là nhiều để mà giúp đỡ, để mà giúp đỡ cho cái tài khoản GoFundMe để mà cho những cái bữa ăn nóng, ngon, mạnh khỏe gửi đến cho những người cảnh sát. Và vào ngày 10 tháng 7 thì ông Weaver tuyên bố rằng ông ta đã thu được đến khoảng 8.000 Mỹ Kim. Đây là cái số tiền mà người ta gửi vô để mà gây quỹ miễn phí cho cái chương trình có tên là Feed the Blue cho những người cảnh sát. Thì ông Mai nói rằng cái số tiền này sẽ đưa vào một cái tài khoản để mà cung cấp những đồ ăn, đồ nướng miễn phí cho tất cả những người cảnh sát, cho những người nào mà cần. Những nhân viên y tế, những người làm việc ở tiền tuyến thì đều có thể đến đây ăn miễn phí. Và để mà nâng cao cái sự nhận thức thì ông Weaver, ông đưa ra một cái thông cáo ở trong đó, nó nói rõ: hãy cho chúng tôi biết bạn là những người cảnh sát, bạn là những người nhân viên cứu hỏa, bạn là những người nhân viên cấp cứu về y tế, những người quân đội, thì chúng tôi sẽ bảo đảm cho quý vị có một bữa ăn đầy đủ chất lượng, ngon lành và hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin được nhắc quý vị, nếu mà quý vị nào ở gần cái tiệm ăn này ở bên Carolina thì quý vị nên đến để mà ủng hộ cho ông Weaver, tại vì đây là một cái nghĩa cử rất là đẹp, rất là cao quý để mà giúp đỡ cho những người nhân viên công lực, những người đã hy sinh bảo vệ cho chúng ta trong suốt bấy lâu nay.